chào anh chị. Mày đại Việt Nam giới thiệu các bạn dòng Lotte Mini. Mình được phối trực tiếp tại Đài Loan, đó là dòng áo len. Mẫu mã của Lotte Mini nó đa dạng, nó chụp tháo và làm có tai và ra tư dòng đó có gan chụp âm và chụp tháo. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn xem một cái mini 100 volt. Đây là đầu giảm tốc của nó. Ở đây là bộ điều chỉnh. Đây là thân motor và đây là đầu giảm tốc. Mình được gắn với nhau. Đây là bộ điều chỉnh. Mình muốn tăng giảm tốc độ nhanh hay chậm thì mình dùng điều chỉnh. Này, công suất của nó thì từ 6W, 15W, 40W, 60W, 90W, 120W, 180W, 200W. Mọi người biết thêm chi tiết đặt mua website Đại Trung Nam, muốn biết thêm chi tiết vào leon.com.vn. Xin chào tất cả mọi người.